Ngày 16 tháng 1, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với báo Lâm Đồng và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Nhân Ái tặng bánh chưng bánh tét cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau ít ngày huy động, chương trình đã quyên góp được số tiền hơn 110 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ, các thành viên của báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Lâm Đồng cùng hội viên Hội Phụ Nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gói 2.000 bánh chưng tặng bà con khó khăn trên địa bàn huyện vùng sâu Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng, Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng, Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng. Thông qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn là có mang một chút hơi ấm, một chút tình thương để sẻ chia với lại những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn. Để trước thềm năm mới Quý Mão thì bà con đón một cái Tết âm đầm ấm và hạnh phúc. Đối với địa phương cũng được tiếp nhận một cái lượng bánh tét để gửi đến cho bà con, chị em phụ nữ để đón xuân. Thì hôm nay để được vào với đơn vị của xã N Tân Hạ, huyện Đức Trọng, thì đây là một trong những cái niềm vui mừng hân hoan để đón Tết đối với bà con mà được nhận bánh hôm nay á, thì từ cấp tỉnh, huyện cũng như đến xã thì chị em phụ nữ cũng chọn ra những cái hộ, những cái gia đình ủng hộ các chị em phụ nữ khó khăn không có điều kiện để gói bánh chưng bánh tét. Bên cạnh đó thì cũng để ôn lại cái truyền thống và ý nghĩa của chiếc bánh tét cho từng gia đình này, để cho con em gia đình xuân vầy, để hưởng trọn cái mùa xuân cùng với những các cái quà khác. Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình sẽ lan tỏa được giá trị tương thân tương ái, chung tay cùng cộng đồng đóng góp những phần quà nhỏ, giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui trước dịp Tết đến xuân về.